không mở rộng quy mô nuôi thủy sản trên lòng hồ Tà Đùng. Chính quyền địa phương, ngành chức năng cần phải giữ cảnh quan, môi trường tốt ở lòng hồ để thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên sau khi kiểm tra, đánh giá khu vực khoanh định tạm thời nuôi cá lồng trên hồ Tà Đùng vào sáng nay 31 tháng 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu phát triển nuôi thủy sản ở lòng hồ với các loại cá đặc sản để giúp người dân phát triển kinh tế, phục vụ du lịch. Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Gờ Long tuyên truyền, vận động, ký cam kết với các hộ dân sinh sống, nuôi cá lồng buôn lòng hồ hoạt động đúng quy định, bảo đảm an toàn môi trường.